Tuổi trẻ hay tuổi thanh xuân vẫn được cho là khoảng thời gian đẹp nhất của đời người. Đó là những khoảng thời gian tràn đầy năng lượng với những ước mơ, khát khao và tình yêu trong trẻo. Hay chỉ còn là những ngày nhớ thương mơ hồ, tựa sương sớm vì những ngày tháng xám xịt, lảng đảng trôi. Dù thế nào thì thanh xuân cũng đáng được trân trọng, phải không mà? Sau đây là 20 câu nói về tuổi trẻ mà bạn nên ngậm để thanh xuân thật ý nghĩa nhé. Tuổi trẻ không gắng sức và cả những ngậm ngùi. Người nào thuở thơ ấu biết lao động là quy luật của cuộc sống. Người nào từ thuở thanh niên đã biết bánh mì chỉ có thể kiếm bằng mồ hôi, người đó mới có khả năng đập lên những kỳ công. Nên nhớ rằng cái gì cũng có thể lấy lại được nhưng không thể lấy lại được tuổi trẻ. Không nên tiêu phí tuổi trẻ vào cái gì nhất thời. Tuổi trẻ là tuổi không ngại ngùng gì cả và không nghi ngờ gì cả. Tuổi trẻ quá phóng túng là mất đi nhiều điều thú vị của tâm hồn, quá kiềm nén sẽ mất đi sự linh hoạt của đầu óc. Ôi, tuổi trẻ, có lẽ toàn bộ bí mật kỳ diệu của bạn không nằm ở chỗ có thể làm ra mọi thứ, mà ở chỗ hy vọng làm ra mọi thứ. Tư thái của người trẻ tuổi nỗ lực hướng về một mục tiêu nào đó là tư thế mạnh mẽ nhất, mới mẻ nhất, tươi đẹp nhất. Trên thế giới, không tìm được điều gì đẹp đẽ hơn đấu tranh gian khổ của tuổi trẻ. Tuổi trẻ giống như buổi sáng của một ngày, nó trong sạch, tinh khiết, luôn tràn ngập tưởng tượng xa vời và hài hòa. Nhiệt tình là một bệnh tật thường mắc phải ở tuổi trẻ. Bên trong nhỏ một ít thuốc phối hợp, bên ngoài bôi một ít thuốc kinh nghiệm sẽ trị khỏi ngay. Nếu tuổi trẻ không phát ra ánh sáng rực rỡ, mọi thứ sẽ mất đi sức hút. Ngủ dậy muộn thì phí mất cả ngày, ở tuổi thanh niên mà không học tập thì phí mất cả cuộc đời. Chẳng có cảnh nào đáng buồn hơn là thấy một người bi quan trẻ tuổi. Những người trẻ tuổi học sống thế nào bằng ngay lập tức thử trải nghiệm cuộc sống. Những người trẻ tuổi, các anh có sự khôn ngoan, ác quỷ chẳng làm được gì các anh. Nhưng vì các anh không khôn ngoan, các anh thường đến những người già như chúng tôi. Có dòng suối của tuổi trẻ, nó ở trong tâm trí bạn, tài năng của bạn, sự sáng tạo bạn mang đến cho cuộc đời và cuộc sống của những người bạn yêu thương. Khi bạn học được cách lấy nước từ nguồn này, bạn sẽ thật sự đánh bại tuổi tác. Giá như giới trẻ nhận ra sớm hơn họ sẽ trở thành một mớ thói quen di động nhanh như thế nào, họ sẽ cẩn thận hơn trong hành động khi vẫn còn là chất dẻo. Nếu thời thanh niên và tuổi trẻ còn là thứ gì khác ngoài hư ảo thì chẳng lẽ đó không phải là những tham vọng trưởng thành sao? Tôi sống với sự cô đơn đau đớn trong tuổi trẻ nhưng lại ngọt ngào với những năm tháng trưởng thành. Đam mê tái tạo thế giới cho tuổi trẻ, nó khiến mọi thứ trở nên sống động và đáng kể. Khi tôi còn trẻ, tôi có trọng tự do và khi tôi về già, tôi có trọng trật tự. Tôi đã khám phá ra một điều lớn lao rằng tự do là sản phẩm của trật tự.